Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Kính chào ông bà cùng toàn thể cộng đoàn. Hôm nay là một ngày rất vui mừng, trọng đại. Chúng ta đến đây để hợp ý với ông bà, với gia đình để cảm tạ Chúa đã ban cho ông bà được gặp gỡ nhau, được yêu nhau, được trở nên vợ chồng qua 70 năm mà chúng ta biết rất là hiếm người cả hai ông bà còn sống với nhau được 70 năm. Ngay như bản thân con đây, không biết Chúa có cho con được sống đến 70 tuổi không. Còn ông bà được làm vợ chồng 70 năm, ông thì 93 tuổi, bà 92. Cho nên chúng ta cảm tạ Chúa trong dịp này. Chúng ta thấy có sự hiện diện của quý cha, cha Toàn, cha Sơn, cha Minh mặc áo hồng nói lên niềm vui cho ông bà nhé. Vậy chúng ta cùng chào mừng nhau bằng một tràng pháo tay. Giờ đây để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa thương chấp nhận, chúng ta hãy thành tâm sám hối tội lỗi. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiêu son. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên cả tầng trời. Và bình an dưới thế, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Con cảm tạ Chúa vì vinh
Chúa Giêsu Kitô. Chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đấng Chúa thành thật trong vinh quang, Đấng Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Đấng sáng tạo muôn loài, ngay từ thuở ban đầu, Chúa đã dựng nên người nam và người nữ để họ kết duyên thành bạn trăm năm. Xin rộng ban phúc lành và củng cố đời sống hôn nhân của ông Phêrô Hoàng Thông và bà Anna Trần Thị Phương Cầm, để càng ngày ông bà càng trở nên hình ảnh trung thực của sự kết hợp giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách Huấn Ca. Phúc cho người chồng có vợ tuyệt hảo, vì tuổi thọ của chàng sẽ tăng thêm gấp đôi. Chàng sẽ sống những chuỗi ngày bình an với niềm vui là người vợ tuyệt hảo. Chính người vợ là phần thưởng dành cho người chồng biết kính sợ Thiên Chúa. Trong bất cứ thời gian nào, hoàn cảnh nào, dù giàu hay nghèo, với đời sống gia đình, con tim họ sẽ ngàn tràn vui sướng, ánh mắt họ sẽ rạng rỡ hân hoan. Người chồng sẽ thêm vững mạnh khi người vợ biết chu toàn bổn phận, và sự duyên dáng của người vợ sẽ khiến cho người chồng say đắm. Không giá nào có thể mua được những đức tính dày công tô luyện. Vì người vợ biết kềm hãm miệng lưỡi được coi như món quà của Thượng Đế Chí Công. Có được người vợ chung thủy là có được ích lợi biết bao lâu. Vì sự đoán chính cũng không thể cân đo, định giá. Như mặt trời ngời sáng trên ngàn cây, đỉnh núi, sự đảm đang, quán xuyến của người vợ cũng cao đẹp biết bao. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Cho bạn an bình
vẫn hoang sướng vui, vì đây bao nhiêu phúc lộc chứa chan suốt trong một đời. Bạn ơi, công lao tây bạn dài lâu ra hoa đương nụ, mừng cho Sion hưng thịnh và vui con cháu lớn khôn tài hoa. Phúc cho những ai muốn ra tiền Chúa, phúc cho những ai sống theo lời Người. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh chị em thân mến, vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh chị em hãy tùng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh. Chính Người là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể của Người. Và như hội thánh tuần phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tuần phục chồng trong một sự như vậy. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt Người có một hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh. Vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người, sách thánh có lời chép rằng: chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương thịt. Môn nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Vậy, mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như yêu chính mình, vợ như chính mình. Còn vợ thì hãy kính sợ chồng. Đó là lời Chúa. Anh chị em và cùng cha, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có mẹ Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, mẹ Đức Giêsu nói với người họ hết rượu rồi. Đức Giêsu đáp: thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến. Mẹ người nói với gia nhân: người bảo gì các anh cứ làm theo. Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái.
mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: các anh đổ đầy nước vào chum đi. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông mới gọi tân lang lại và nói: ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu soạn hơn, còn anh lại giữ rượu ngon cho đến mãi bây giờ. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Con kính mời cộng đoàn ngồi. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng ông Phêrô Hoàng Thâm và bà Anna Trần Cầm. Hôm nay con được may mắn có cơ hội để chia sẻ lời Chúa với cộng đoàn, và có thể nói lần đầu tiên trong đời, và con nghĩ cũng là lần đầu tiên của nhiều quý cha và nhiều thành viên của giáo xứ đang ngồi nơi đây được có cơ hội tham dự một lễ mừng 70 năm kỷ niệm hôn phối. Cảm nghĩ đầu tiên của con là bối rối vì không biết nên gọi lễ này là lễ gì. Vì thật sự có nhiều cách gọi: lễ kim cương hoặc là lễ bạch kim. Tên nào mới là tên đúng dành cho một sự kiện đặc biệt như thế này? Rồi con cũng cảm thấy bối rối là không biết sẽ phải giảng gì. Vì khi đám cưới thì các linh mục hay chia sẻ lời Chúa để dạy dỗ về đời sống, để cắt nghĩa, rồi hướng dẫn đời sống đức tin cho đôi vợ chồng. Còn hôm nay con nghĩ là không dám dạy dỗ gì, vì ông bà sống càng lâu, đi càng nhiều, thấy rất nhiều biến cố trong cuộc đời, trải qua nhiều biến cố thăng trầm. Có thể nói nếu như xét hôn nhân như một nghề thì ông bà chính là những chuyên gia trong nghề này, là bậc thầy đã 70 năm kinh nghiệm, nhưng lại không thể không chia sẻ gì. Nên con suy nghĩ và cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay, con muốn cùng với ông bà và tất cả mọi người tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả. Vậy thì chúng ta tạ ơn Chúa vì điều gì? Hôm nay nếu nói là lễ kim cương thì nó có một điều đặc biệt này. Thật ra kim cương được tạo ra với những nguyên tử rất bình thường, cấu tạo bình thường. Nó làm từ những phân tử carbon nguyên chất. Điều ấy khiến con nghĩ đến bài tin mừng hôm nay. Đôi vợ chồng ở Cana rất vui và hân hoan, nhưng thực tế đánh vào trong niềm tin của họ, họ hết rượu. Và thực tế cuộc sống khiến cho họ cảm thấy niềm vui sẽ trôi qua, nó bình thường. Và có lẽ trong kiếp người, trong đời sống, ông bà cũng nhiều lần cảm thấy giận nhau, buồn nhau, cũng cảm thấy những yếu đuối của phận người. Vì thế, điều đầu tiên, chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta những con người bình thường nhưng được trở nên đặc biệt. Đặc biệt là vì sao? Ở trong khi mà tạo thành kim cương, nó hình thành khoảng 3,5 tỷ năm trước đây, thì nó tinh thuần. Từ 99,5 đến 99,9% là carbon nguyên chất. Nhưng điều gì làm cho nên đặc biệt như vậy? Thưa là bởi vì carbon đã chịu được một cái điều là chịu được cái nhiệt độ khoảng từ 1600 đến 2200 độ F liên tục, và chịu áp lực khoảng 724.000 PSI, gấp khoảng 16.000 lần cái độ căng của bánh xe mà chúng ta bơm. Áp lực dài liên tục khiến cho những cấu tạo nguyên tử carbon bình thường trở thành kim cương vô giá, là biểu tượng của trường tồn thời gian. Và vì thế, chúng ta tạ ơn Chúa vì ông bà trở nên đặc biệt vì nhờ ơn Chúa. Tất cả các biến cố trong cuộc sống đã đến và ông bà đã chấp nhận để mình được thanh luyện, để nên tinh tuyền, để nên tinh rồng và để cho Chúa làm phép lạ. Hôm nay trong tiệc cưới Cana, ai làm phép lạ? Thưa Chúa Giêsu, nhờ sự cộng tác của mẹ Maria với nguyên liệu là nước lã bình thường.
Và vì thế, hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã làm nên điều diệu kỳ mà chúng ta chứng kiến hôm nay, 70 năm ngày thành hôn. Tạ ơn Chúa với ông bà vì ông bà đã can đảm đón nhận, dâng nước lã đời mình, dâng những yếu đuối, dâng những khó khăn, dâng những biến cố trong cuộc sống trải qua để Chúa làm phép lạ và để Chúa làm cho mọi người, những người đã từng, ông bà đã từng gặp gỡ và cả những người đang ngồi đây được chiêm ngưỡng rượu ngon, hân hoan của ngày kỷ niệm thành hôn hôm nay. Cho nên tâm tình đầu tiên cũng là tâm tình cuối cùng mà con muốn chia sẻ, đó là tạ ơn Thiên Chúa. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Còn với các con cháu và con nghĩ là cả con nữa, ngày kỷ niệm thành hôn của ông bà trở thành những bài học cho nhiều người. Bởi vì trong một thời đại mà các cuộc hôn nhân bị đổ vỡ, thì nhờ những ngày kỷ niệm 70 năm này, chúng ta được một niềm tin chắc chắn rằng với ơn Chúa đến từ bí tích hôn phối mà ông bà là những người đã đi và đã giữ vững bền, người ta có thể tin tưởng và xác tín rằng nhờ ơn Chúa, chính Chúa giữ hôn nhân lại với nhau trong sự cộng tác của đôi bạn. Ngài làm cho nước lã, nước bình thường của đời sống hôn nhân trở thành cao quý qua ân sủng của bí tích. Rồi cũng là lời thánh lễ này cũng là một lời nhắc nhở cho con cháu, cho các tham dự viên biết noi gương ông bà trong việc yêu thương, nâng đỡ, nhường nhịn lẫn nhau, biết đón nhận nhau, biết chấp nhận trải qua cùng nhau. Có một thực tế trong đời sống hôn nhân, người ta hay lầm tưởng rằng hôn nhân là việc có với nhau rất nhiều hạnh phúc. Và rồi người ta tưởng như hôn nhân là một cái hộp và bỏ trong đó những cái món quà hạnh phúc, và rồi người ta sẽ lấy dần ra trong toàn bộ cuộc đời để xài cho hết những hạnh phúc mà đã có từ thời ban đầu. Thực ra hôn nhân khởi đầu là một cái hộp rỗng. Và nếu mà bạn bỏ vào trong hộp rỗng hôn nhân đó những món quà của sự hy sinh, sự đón nhận, sự nâng đỡ, thì Chúa với phép lành của Ngài sẽ biến cái hy sinh, cái nâng đỡ đó thành nguồn hạnh phúc để chúng ta sử dụng trong suốt cả cuộc đời. Chính Alan Peterson đã nói điều đó. Con tin là trong cuộc sống ông bà trong 70 năm qua và còn nhiều năm nữa, ông bà đã bỏ vào trong đời sống hôn nhân này rất nhiều sự hy sinh để làm cho cuộc hôn nhân của mình, kim cương đời mình, những carbon tầm thường trở thành tinh khiết và ngày càng tinh thuần hơn, hướng đến chuyện 100%, hướng đến chuyện hoàn toàn viên mãn trong Chúa. Xin Chúa chúc lành cho ông bà trong ngày lễ hôm nay. Dear ladies and gentlemen, today we are present here to celebrate 70th wedding anniversary of Mr. Hoàn Thông and Miss Trần Cầm, and we joyfully thank God for them. During this ceremony, I do not dare to teach anything about the art of married life, the art of time management, the art of organization, because I think that the couple here are experts in this field and have been in the profession for 70 years. I just want to thank God for your grandparents and with your family. Today, this ceremony can be called the diamond or platinum ceremony. What's special about diamond is not because of this ingredient. It's made up of normal carbon atom. The special thing is that the ordinary thing has gone through a lot of pressure and high temperature to create beauty. So Jesus himself wants to tell you that he is the artist who performed the miracle of turning ordinary water into wine. So always give thanks to God and live to please God.
Chúng ta cùng đứng lên dâng lời nguyện. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta hiện diện trong thế lễ này cùng với gia đình ông Phêrô Hoàng Thông và bà Anna Trần Thị Phương Cầm dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm hôn phối. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta thành tâm dâng lên Ngài những lời nguyện xin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hội thánh luôn dang rộng vòng tay để đón tiếp nhiều con cái trở về và giúp họ biết sống trung thành với sứ mạng của người Kitô hữu, là mến Chúa và hăng say phục vụ cộng đoàn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời xin con. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương ngự trị và ban bình an cho ba mẹ, ông bà nhân dịp mừng kỷ niệm 70 năm thành hôn, để nhờ ơn Chúa mọi người luôn biết ca tụng và tôn thờ Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban niềm tin và ân sủng của Chúa cho ba mẹ, để mọi ngày sống ba mẹ luôn biết tin tưởng phó thác những khó khăn do bệnh tật, do sự yếu đuối của phận người vào Thiên Chúa tình thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hoa quả mà Chúa ban cho ba mẹ là những người con, người cháu luôn biết thờ phượng, kính mến Chúa và yêu người, để mỗi người sẽ được hưởng hạnh phúc nước trời do Chúa hứa ban. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lên Chúa linh hồn tiên nhân, ân nhân và bạn hữu. Xin Chúa xót thương những linh hồn còn trong vòng thanh luyện và thương ban cho các ngài được hưởng tôn nhan Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, nhân ngày mừng 70 năm hôn phối của ông bà Phêrô Hoàng Thông và Anna Phương Cầm, chúng con vừa thành tâm lên dâng lên Chúa những lời cầu xin tha thiết, xin Chúa lắng nghe và đón nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ngày xưa khi hoa nở hơn biển cả đào, vì nỗi
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Thiên Chúa hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, khi Đức Kitô bị treo trên thập giá, Chúa đã cho máu và nước từ cảnh sườn người chảy ra để nói lên màu nhiệm nhân loại được tái sinh. Xin thương nhận của lễ chúng con dâng để tạ ơn Chúa nhân ngày kỷ niệm 70 năm hôn phối của ông bà Hoàng Thông và Phương Cầm và ban cho họ muôn phúc lộc trong cuộc sống gia đình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa ca đạo vinh. Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên cả tầng trời, hoan hô Chúa trên cả tầng trời. Chúng con đấng ngự nên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên cả tầng trời, hoan hô Chúa trên cả tầng. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đoàn truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để hiện toàn hội thánh trên đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Gregory John, các Đức Cha Phụ Ta Joel, Bernard và Johan, chúng con mời toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn ông bà tổ tiên, linh hồn ân nhân, tiên nhân của đại gia đình mà hôm nay chúng con mừng lễ kỷ niệm thành hôn.
Chúa đã gọi các ngài ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho em thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sư sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, ban trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lạy Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc vào ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. I would like to remind that the receiving of the Eucharist communion is reserved for Catholic only.
So if you are not a Catholic, you may remain in your seat to pray. Thank you. Đây trên thiên chúa đây đang xoa tội trần gian, phúc choi được mời đến dự tiệc trên thiên chúa. Lạy chúa, con chẳng đáng chúa ngờ vào nhà con, nhưng xin chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, hai người con của Chúa đây là ông bà Phêrô Hoàng Thông và Anna Phương Cầm, vừa được mình thánh, máu thánh Chúa Kitô bồi dưỡng. Xin cho họ biết mở rộng tâm hồn, sống vui vẻ yêu thương để xây dựng một gia đình thuận hòa đạo đức, luôn sẵn sàng lấy tình bác ái mà nâng đỡ mọi người. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Please be seated. Kính mời ông bà lên để lập lại lời thề hứa hôn phối. So now your parents, grandparents will renew their marriage vow. Ông Phêrô Hoàng Thông và bà Anna Trần Thị Phương Cầm rất kính mến, tưởng nhớ lại lễ kỷ niệm năm xưa, trong đó qua bí tích hôn phối, ông bà đã liên kết cuộc sống với nhau bằng mối dây không thể tháo gỡ. Giờ đây trước mặt Chúa, ông bà muốn lặp lại những lời hứa mà năm xưa đã cam kết với nhau. Ông bà hãy khẩn cầu Chúa ban ơn để những lời hứa này được bền vững. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa, vì nhờ ơn Chúa, con đã nhận bạn đây làm vợ. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa, vì nhờ ơn Chúa, con đã nhận anh đây làm chồng của con. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa, với lòng nhân hậu Chúa đã hiện diện trong suốt cuộc sống 70 năm của chúng con, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, chúng con nài xin Chúa phù trợ để chúng con luôn trung thành yêu thương nhau, hầu trở nên những nhân chứng của giao ước mà Chúa đã ký kết với loài người. Xin Chúa gìn giữ ông bà mọi ngày trong suốt cuộc đời còn lại. Xin Ngài an ủi ông bà lúc gian nan, phù giúp ông bà khi thịnh vượng và cho ông bà được tràn đầy phúc lành của Ngài. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Rồi, sau đây, ông bà sẽ lãnh nhận phép lành của Đức Thánh Cha Phanxicô. Đức Thánh Cha Phanxicô ưu ái ban phép lành tòa thánh và khẩn cầu Thiên Chúa ban ơn dồi dào của Thiên Chúa cho ông Phêrô Hoàng Thông và bà Anna Trần Cầm kỷ niệm 70 năm hôn phối năm 1954 tháng 8 ngày 20 và năm 2024 tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Xin Chúa ban cho gia đình ông bà hạnh phúc và bình an. This is a special blessing from Pope Francis. He said that he is generously give the papal blessing to Mr. Hoàng Thông and Mrs. Trần Cầm on their anniversary of 70 years wedding on August 20, 1954 and 2024 Mass as Holy Vietnamese Catholic Church. So may God bless you and your family. Rồi, ông bà quay lại. Okay, picture. Rồi, chúc mừng ông bà. Chúc mừng ông bà nhé. Chúc mừng ông bà, chúc mừng ông bà nhé. Chúc mừng ông bà. Rồi, tí nữa chụp hình nữa, sau lễ chụp hình tiếp. Ok, rồi.
Chúc chúc lành ông bà. Rồi, con cái muốn lên nói đôi lời phải không? Family member to say a few words. Quý cha đồng tế, quý thân nhân bạn hữu và cao đoàn Cecilia và các em giúp lễ, con xin thay mặt gia đình chân thành cảm tạ cha và cao đoàn đã thể hiện tình yêu thương qua sự hiện diện và hiệp dân thánh lễ kỷ niệm 70 năm hồng ân hôn phối của ba mẹ chúng con. Xin cha và quý cộng đoàn cùng với chúng con tiếp tục dâng lời tri ân, cảm tạ và thêm lời cầu nguyện vì món quà cao quý mà Thiên Chúa đã ban tặng cho ba mẹ chúng con trong suốt những năm tháng vừa qua. Xin Chúa, qua lời bầu cử của mẹ Maria và thánh cả Giuse, ban muôn ơn lành xuống trên cha và toàn thể quý vị. Một lần nữa, gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ và tri ân. Và tiếp theo đây, con xin được phép dùng vài lời nguyện cầu bằng tiếng Anh gửi đến cho ba mẹ chúng con để cho tất cả các con cháu của chúng con được hiểu cái ngày lễ đặc biệt hôm nay. Dear Mom and Dad, we hope that this special day is perfect for both of you. One that's filled with happiness and pleasant memories. Thank you for guiding all of us through our lives with the foundation of faith and love in God, and teaching us the importance of love for God, for life, and especially for each other. We also pray and wish that God will forever grant you both eternal happiness in this life and your life thereafter. And a special prayer for our brother, Nicholas Hoàng Việt, who could not be with us today, but always be remembered in our heart, with love from both of us. Thank you. Con xin thay mặt quý cha, cách riêng cha sở vì công việc không có nhà để dâng lễ cho ông bà được, với toàn thể cộng đoàn chúc mừng ông bà nhé. Chúc mừng ông bà nhân kỷ niệm 70 năm hôn phối. Xin Chúa tiếp tục hiện diện với ông bà, với toàn thể gia đình con cháu để luôn sống bình an hạnh phúc, để ông tiếp tục làm gương sáng cho con cháu về đời sống hôn nhân gia đình rất là tốt lành, rất là thánh thiện. So I just want to congratulate to your family, especially to your grandparents that they live 70 years of marriage. That's extraordinary. That is wonderful. So may God bless you that you continue to learn from his example, good example, to live a very happy marriage life, especially to love God and to love one another. So continue to treasure the faith that your grandparents transmit to you, give to you. So may God bless you, and please stand so we conclude our mass. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành trên anh chị em. Amen. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Rồi, whole family please come to take a picture together, everyone. Đưa ông bà lên giữa nha. Rồi tất cả mọi người, gia đình lên chụp tấm hình nha. Rồi, ông bà đứng giữa đây. Rồi. Children, more children in front. Rồi, ok. Everyone, can you go to the steps, find your place? Quay à? Ok. Trai sang bên trái. Girls on the right, boys on the left. Look like more girls than boys. Rồi. Ok. Chắc sơ chụp dùm mà sơ vô luôn đi. Tao đứng vô. Tao đứng vô. Rồi, everyone smile. Rồi, anh vô. Đứng yên, đứng yên. Stay, stay. Stay. Chào thầy Tùng. Ờ, thầy Tùng ơi, thầy Tùng. Thầy Tùng làm ơn chụp cho tấm hình cái. Sao đứng vô thầy Tùng chụp cho. Sao đứng vô.